một đoạn nhạc nữa bạn nghe. Nếu mình ăn đầu một kênh nha. Tại vì con này là đánh nó từ tiếng Việt mà. Đánh chắc phết. Chúng mình đánh ở không gian rất là rộng luôn nhá. Không gian nhà sân nhà rất là rộng luôn. Vâng, em Đô xin mến chào tất cả bác nhá. Và trong clip tại kho của Miro ngày hôm nay thì bên em rất vui có một sản phẩm mới để về phục anh em. Đây là sản phẩm hàng nội địa China bác nhá, với công suất cho ra 800W một kênh nguồn xung. Thì rất là lâu nay mà các bác hỏi vấn đề là có một con đẩy đáp ứng các tiêu chí cho các bác là hay, bền, đẹp, rẻ và gọn. Thì hôm nay, đến ngày hôm nay, chúng mình bắt đầu mới có một model cập nhật mới nhất phục vụ bác hàng nội địa China để phục vụ anh em. Đó, mẫu đẩy 4 kênh, rất là cơ động với công suất cho ra 800W một kênh. Các bác có đánh được tốt là một quả súp 40 một kênh này, một cặp 25 một kênh này, hoặc một quả 30 một kênh, hoặc một quả 40 một kênh. Đó nhá. Cực kỳ đa năng luôn, và giá công khai luôn cho bác là 3.200.000 đồng trên một chiếc này. 3.200.000 đồng đâu các bác, không nghe nhầm đâu ạ. Và nó được cái gì thì các bác cùng nghe và xem mình review ngày hôm nay. Số lượng về hàng ấy thì em về rất là nhiều nhá. Trong năm 2024 này là Hiếu Minh thứ nhất là hôm trước em cũng đi sang bên Quảng Châu để dự triển lãm. Cái thứ hai là năm nay Hiếu Minh sẽ có rất nhiều các model mới, cập nhật mới, số hàng nội địa, số hàng chính hãng nhập khẩu về giá tốt. Nhà bên em các bác có cứ hỏi hãng nào cũng được, đều áp dụng mức giá tốt và chính sách tốt cho anh em. Và đối với đời này em cũng bán là thợ thuyền anh em nhé. Giá này gần như sát giá thợ rồi nên anh em mua thợ thì chỉ rẻ một tí thôi. Tiền đấy anh thì thước với được không? Cho mình xem một thước không? Một người tìm một thước với anh ơi. Thì con đẩy này sẽ đáp ứng những tiêu chí cho các bác cũng anh em đang dùng đây. Thì thứ nhất em sẽ đo cái thước để các bác nắm bắt. Vì rất nhiều các bác là ở nhà có kệ tủ nhưng mà các bác yêu cầu những con đẩy nó size nó gọn, thì đây có lẽ là con đẩy gọn nhất từ xưa đến nay. Mời Hiếu Minh bán cũng như là đến ngày hôm nay Hiếu Minh review đến anh em chiều sâu của nó. Nói chung để các loại tủ luôn, chiều sâu của nó chỉ có 25 phân thôi mà anh em nhé, 25-26 phân thôi, cứ cho là 26 đi, 26 phân ạ. Bề ngang thì như nhau rồi, 48 đúng không? Size thì size 2U nhé, còn đây là size 2U, nó sử dụng 2 tầng vỉ bác nhá. Cái bản nội địa China, đây em xin phép mở lắp vì em phải mở lắp review ruột cho anh em review xem này. BB kép D1200 Pro. Các bác đừng nhìn vào đây, mờ lại bảo là 1200W một kênh, không phải đâu ạ. Con này chỉ được tầm 800W thôi. Đấy, và rất nhiều anh em thị trường còn quảng cáo những con này 1000W cơ, 1000 đến 1200 cơ, nhưng không được đâu các bác nhá. Chỉ tầm 800W thôi. Đấy. Thiết kế rất đẹp đúng không ạ? Thật sự đây là mẫu đẩy mà em rất ưng ý và tâm đắc. Và thực ra con đẩy này nó chính là sản xuất ở cùng cái con đẩy BB kép mà Hiếu Minh đang bán cho các bác ấy. Nhà công ty này năm nay họ triển khai thêm một mẫu Class D. Và cái điều quan trọng nữa là cái dòng này ấy, là cái công ty họ sản xuất rất là ổn định. Đấy, hàng nội địa China mà. Sử dụng vỉ của nó, sử dụng đến 2 tầng vỉ. Trước mắt qua đây một tầng vỉ sử dụng cho hai vế này. Vỉ bong một chung. Nhưng mà thì mạch Class D ấy, thì nó sẽ có rất nhiều điểm. Thứ nhất là chạy nó mát máy hơn này. Thứ hai nữa là nó gọn. Thứ ba nữa là tiếng nó hay. Vì dòng này tiếng nó sáng, sạch sẽ, chi tiết hơn Class H. Đúng nhá. Nói chung Class D là mẫu phân khúc là tiếng hay nhất rồi, gần như hay nhất rồi. Hay nhất rồi, nó ngang ngửa với Class Y. Hai tầng vỉ nhá, vỉ trên vỉ dưới. Quay chi tiết cho anh em. Form này mới về cho anh em chơi hàng nội địa này. Sản phẩm BB kép thì trên trường bán rất là nhiều, nhưng đến ngày hôm nay thì mình mới về được cái model này để phục vụ anh em các bác cái mức giá cực kỳ hợp lý. Chỉ có 3.200.000 đồng thôi, các bác không nghe nhầm đâu. Con đẩy 4 kênh, sử cho mình con đẩy driver 4 kênh. Cũng rất khỏe, có thể đánh về các chơi gia đình cơ động. Với mức giá thành như thế này thì các bác có thể ghép với những bộ dàn 4 kênh, ghép đầu súp loa rồi là đẩy súp hơi loa đẩy, thì em tự tin để nói các bác một câu là em ghép thành bộ dàn chỉ khoảng độ 15-17 triệu thôi, các bác đầy đủ món luôn, khoảng 20 triệu đổ về là đủ món luôn. Trước đây các bác mua một số sản phẩm khác thì khó ghép hơn, nhưng đối với sản phẩm đẩy này thì các bác cơ động và dễ ghép hơn. Xem anh phần sau vậy. Cái gì để đi chi tiết này. Đây là phần quạt đó nhá. Quạt. Và sử dụng là quạt gió là mấy quạt nhỉ? Hai quạt gió tản nhiệt đó nhá.
hai quả táo tản nhiệt. Tí nữa đầu va, tí đầu ra này thì có cả lưu trích và cầu kẹp này. Tí đầu vào thì có cả đường link nhé bác nhá, cơ động không? Rất rất lâu rồi, đến ngày hôm nay thực ra là bán dòng nguồn xung này phải nghiên cứu, và đến ngày hôm nay là hàng bên công ty nội địa China họ cho ra một sản phẩm model mới, độ bền cao, được bên Hưng Minh bảo hành 1 năm bác nhá. Đối với tất cả sản phẩm mới được bên Hưng Minh bảo hành 1 năm các bác nhá. Đấy, một đổi một trong một tháng đầu. Các bác giữ đẹp mới. Đấy. Các chế độ đánh nó chỉ có hai chế độ là chế độ Sitte và Parallel các bác nhá. Sitte. Sitte Parallel thôi. Ok. Chúng ta quay đằng trước đi để anh quay phần nội thất nào. Phần nội thất thì bác đi rồi, dòng Class D ấy, thì nó sử dụng tất cả mạch MOSFET khuếch đại. MOSFET khuếch đại là gì ạ? Là nó sử dụng ở đây là hệ thống so và hệ thống các cuộn cảm. Cái dòng này thì nó rất là hay, nó chạy được cả điện yếu, nhà các bác điện xuống thấp thấp thì nó vẫn chạy được. Nhà các bác khu vực vùng sâu vùng xa chạy điện hơi thấp thấp nó vẫn chạy được. Còn nối dòng nguồn xuyến là chạy nó sẽ bị hụt hơi, bên nó chạy điện thấp nó sẽ không chịu được và nó sẽ bị sập nguồn. Còn nối dòng nguồn xung này thì nó sẽ chạy được cả điện thấp thấp chút là vẫn chạy được, cũng 107.8 là vẫn ăn được các bác nhá. Và điều quan trọng nữa là chạy bằng MOSFET khuếch đại. Cái dòng này vừa nãy em cũng ngỡ ngàng vì cái tiếng súp của nó rất là hay. Thì hóa ra là sụp con này cho nhìn mờ quá nhỉ. Tiến đợi đây anh đèn không? Mờ quá. Không, nghĩa là nó không đủ sáng. Đợi đây anh đèn nào. Cũng khách đại. Nó không phải sò Zoriba đâu. Con sò này giống như sò sen ken ấy. Nó giống như con sò sen ken. Đấy. Sụp 2 tầng vỉ đó nhá. 2 tầng vỉ độ. Hàng mới vào hành 1 năm. Đấy, hôm nay Hiếu Minh làm clip một sản phẩm có thể nói siêu phẩm. Đây sản phẩm sẽ có thể nói là sắp tới sẽ làm mưa làm gió thị trường. Và rất mong một chỗ của các bác với con đẩy mạch Class D 800W 1 kênh 4 kênh giá chỉ có 3.200.000 đồng thôi. Em có nhu cầu thì liên hệ em nhá.